box of that in there. Let's see what colour it is. Look at me. Look at me. Look at me. Say cheese. Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn đã đến với kênh Kim Huỳnh UK Cuộc Sống Anh Quốc. Nếu bạn là lần đầu tiên đến với kênh thì mình là Kim, hiện đang sống tại vùng ven của Liverpool, nước Anh. Tuần này thì Chi sẽ được nghỉ học một tuần hết cô chú anh chị. Thường ở bên này thì giữa kỳ hay là cuối kỳ gì đó thì học sinh sẽ được nghỉ một tuần trở lên đó hết cô chú anh chị. Sáng nay Kim đang làm đồ ăn sáng mọi người. Đây cũng là một trong những cái bữa sáng yêu thích của Kim, nhưng mà cái này Kim làm cái một mình thôi mọi người, tại vì Chi với lại ba Chi là không thích ăn nấm. Ở nhà chỉ có một mình Kim là ăn nấm thôi cô chú. Kim là một cái người rất là thích nấm luôn. Nguyên liệu cũng rất là đơn giản ha mọi người. Chỉ cần khoảng 10 phút là đã có một bữa sáng rồi đó cô chú anh chị. Thường thì Kim rất là thích chiên trứng với hành, nhưng mà hôm nay Kim chiên giống như kiểu ốp la ha cô chú anh chị. Kim lại đi cửa hàng đồ cũ nữa nè mọi người. Tony cứ nói là Kim giống như là Kim bị mắc một cái bệnh. Một cái bệnh mà đi tha đồ về đó cô chú anh chị. Kim rất là thích vô cửa hàng đồ cũ luôn. Mỗi lần mà đi vô dạo dạo đó, thấy cái gì xinh xinh cái là lại mua về cô chú anh chị. Nhưng mà hôm nay Kim chỉ mua có 3 món thôi hết cô chú anh chị. Nãy giờ Kim đã dọn dẹp bếp đó cô chú anh chị, lau dọn bếp xong hết rồi nè, chùi rửa mọi người.
bao nhiêu đó thôi mà gần cả tiếng đồng hồ á cô chú anh chị. Xin chào bà cô chú ơi. Xin chào cô chú. Nên chưa được nghỉ một tuần cô chú anh chị, giờ vẫn đi chơi. Đi chơi với nhà hàng xóm, nhà đối diện nè mọi người. Kim có chuẩn bị trái cây cho mấy bạn nhỏ nè. Cái chị hàng xóm sẽ chở hai mẹ con Kim đi chung với hai bé con nhà của chị. Hôm nay sẽ đi đến viện bảo tàng nha cô chú anh chị. Tụi mình đã có một ngày rất là vui hả cô chú anh chị. Cho các bé chơi ở ngoài công viên xong rồi sẽ dẫn đi vào trong viện bảo tàng hả mọi người. Nhưng mà tụi mình không có tham quan viện bảo tàng. Sẽ dẫn cho các bạn nhỏ đi giống như vào phòng thí nghiệm hả cô chú anh chị. Ở đây là làm bath bomb giống như là một cái xà bông để vô bồn tắm đó mọi người. Đã đi chơi về rồi hả mọi người, bây giờ Kim sẽ làm bữa tối. Thì hôm nay mới là ngày thứ hai thôi đó cô chú anh chị, là ngày 12 Tây hả mọi người. 14 tháng 12 thì mới là ngày lễ tình nhân, nhưng mà do là ngày mai là ba chi ri công tác rồi cô chú anh chị, cho nên là Kim làm bữa tối của ngày Valentine sớm hơn đó cô chú anh chị. Nhưng mà Kim sẽ không có nấu cái gì hết trơn á, cái này là do ba chi chọn đó hả cô chú. Giống như là một cái set này menu là ở trong siêu thị người ta bán, gồm có một cái gồm có món khai vị nè, món chính, một phần ăn kèm và một phần tráng miệng cùng với một cái chai rượu nữa, chỉ có 18 đồng thôi cô chú anh chị. Kim thấy nấu như vậy cũng nhanh gọn lẹ nè mọi người, mà ăn theo kiểu Tây đó, ăn theo kiểu chồng Kim thì chỉ ăn như vậy thôi đó cô chú anh chị. Kim làm thêm món xà lách nữa cũng rất là nhanh hả cô chú anh chị.
Happy Valentine's, my daddy got Valentine's Day with two girls. Good. Like this because it's spicy. Got a little bit of pepper. Is that chicken not ready yet? I didn't use it because it was too late. You didn't go to the museum? We didn't go to the museum room. We make the bath bomb. Oh, okay. We even did potion. Okay.